Ngon lắm sao? Tất nhiên chính là ông của mày. Là nhờ đàn con vợ mày mà có. Mày biết không mày ngu? Cho thằng chồng vô dụng của em rồi đó, em hài lòng chưa? Dạ
dạ cái gì đừng biết chi thời gian gì nữa ra mở cửa đi anh đang đứng trước nhà ơi người đi đừng nhớ dù lòng này đã nát tan nhưng giờ đây anh phải xa vợ ơi vì anh được thăng chức rồi vợ ơi em nên phải đành đành để em đi tìm tương lai tìm hạnh phúc lòng này xin chúc em bình yên và mãi mãi được sống bên người em yêu bên sang giàu đừng có cố gắng buồn thì cô vui con đường anh cứ ở đây bận lòng làm chi khi người đi, đi xa rồi thì thế em dễ thương anh chia tay chẳng ai đâu ai buồn khốn nạn đành gạt nước mắt trong đêm để em đi anh không à. Tiếc thương gì em xin lỗi vì em nay đã hẹn em dễ thương với anh em hãy đi xin đừng tiếc chi cuộc tình giờ đây đã xa xin người ơi người đi đừng nhớ dù lòng này đã nát tan nhưng giờ đây anh phải xa người thì thế thôi mình chia tay chẳng ai đâu ai buồn ai khóc đành gạt nước mắt trong đêm để em đi không tiếc thương gì vì em nay đã đổi thay lần cuối được không đừng tiếc chi cuộc tình giờ đây đã xa đừng một lần nữa cuộc tình đi đừng nhớ dù lòng này đã đồng dễ dàng vậy đâu con nhưng giờ đây anh lăn lòi như cô mà cũng đòi hai chữ hạnh phúc xa dù lòng này đã nát tan nhưng giờ đây cô hãy đợi đó anh phải xa. Cô vừa lòng cô chưa? Hôm nay tôi bị đuổi việc rồi. Sự nghiệp của tôi đã tan tành bởi một con đàn bà dâm loạn như cô. Sao không Phương ơi? Em làm sao vậy? Phương! Phương! Ông trời ơi! Sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Ông trời ơi! Thì thế thôi mình chia tay chẳng ai đâu ai buồn ai khóc đành gạt nước mắt trong đêm để em đi không tiếc thương gì vì em nay đã đổi thay em hãy đi xin đừng tiếc chi cuộc tình giờ đây đã xa xin người ơi người đi đừng nhớ dù lòng này đã nát tan nhưng giờ đây anh phải xa người dù lòng
giờ đây anh phải xa người.